Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đến ngày 2 tháng 12, toàn tỉnh có hơn 944.000 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 98,7% số người trong độ tuổi. Trong đó có hơn 845.000 người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt 88,39%. Các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai tiêm vaccine cho người dân và học sinh theo đúng tiến độ và kế hoạch phân bổ vaccine của tỉnh. Công tác tổ chức tiêm thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế, từ khám sàng lọc, tiêm chủng đến theo dõi sau tiêm. Qua theo dõi, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng bất thường sau tiêm. Ngoài gần 950.000 người trên 18 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, thì tỉnh cũng tổ chức tiêm mũi 1 cho hơn 104.000 trên tổng số hơn 118.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đạt tỷ lệ hơn 88%. Các địa phương vẫn đang tiêm vét mũi cho đối tượng từ 18 tuổi và tiêm chủng mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi ngoài cộng đồng. Tính đến nay, Bộ Y tế đã phân bổ cho Bà Rịa Vũng Tàu hơn 2 triệu liều vaccine, trong đó đã phân bổ về cho các đơn vị địa phương hơn 1,98 triệu liều để tiêm cho người dân.